Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới gần, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, đón lộc xuân mới, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, được các tinh soi chiếu, bỗng trúng số cực đậm, tiền tỷ cầm tay, phất lên như diều gặp gió, xóa sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu, mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu, số mệnh do chính mình tạo ra, may mắn không phải tự nhiên mà có, mà do chính mình tích lũy từ lâu mà nên. Trên thế gian này một cuộc sống may mắn thuận lợi tốt đẹp là điều mà ai cũng mong cầu, thế nhưng điều này lại tùy thuộc vào phúc báo của mỗi người. Có người cả đời được ưu ái no đủ, hạnh phúc, có người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn mãi vất vả, long đong, có người những tưởng sống trong giàu sang phú quý nhưng đến cuối đời lại chịu cảnh tán gia bại sản, nghèo khổ bủa vây. Trong cuộc sống này, may mắn, hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống mà do chính chúng ta tích lũy từ chính những hành động của mình, muốn có được vận mệnh tốt khi về già. Bản thân mỗi người phải tự cố gắng, sống hành thiện tích đức, tu dưỡng bản thân thì phước báu sẽ tự tìm đến, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống cũng thập toàn thập mỹ. Cổ nhân có nói, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn vào những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Điều này cho thấy rằng, những việc chúng ta đang làm và đang nhận trong hiện tại đều bắt nguồn từ nhân đã trồng trong quá khứ. Và trong 12 con giáp có số ít người nhờ đức năng thắng số, gặp may, đổi đời giàu sang vô đối, tính toán cung mệnh cho 12 con giáp trong 2 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Thầy Tử Vi bất ngờ phát hiện bí mật động trời rằng có con giáp tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 này sẽ thay đổi một cách vượt bậc. Sự nghiệp, cuộc sống lẫn tiền tài danh vọng của họ đều thay đổi chóng mặt, một bước trở thành đại gia. Đây chính là con giáp được thần tài để mắt, ban cho cơ hội hốt vàng, hốt bạc. Dù có những chông gai khó khăn đến đâu thì đúng 2 tháng đầu năm 2024 này, đánh bay vận hạn, lộc lá bất ngờ ập đến, tiền bạc chất ngập két, khiến người người ngưỡng mộ. Vậy, vận trình 2 tháng đầu năm 2024 của con giáp này ra sao? Làm sao để tận dụng vận may đổi đời như ý? Xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải ngay sau đây. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Đinh Mùi trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Đinh Mùi. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, hay còn gọi là Thất Quần Chi Dương, Dê Lạc Đàn, Dương Mạng, tuổi âm 59 tuổi, sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1967, đến ngày 29 tháng 01 năm 1968, ngũ hành bản mệnh, thiên hà thủy, nước sông thiên hà, tướng xương, xương con dê, tướng tinh con rồng. Đinh Mùi nạp âm hành thủy, do can đinh, hỏa ghép với chi mùi, âm thổ, ta có hỏa sinh nhập thổ, can sinh chi. Người tuổi Đinh Mùi thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh người tuổi Đinh Mùi có hàng can mậu, kỷ, sinh giờ sửu, họ còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Nếu người tuổi Đinh Mùi có mệnh thân đóng tại dần, mão, họ sẽ có thuở thiếu thời long đong vất vả, nhưng chung vận trở nên khá giả. Đóng tại ngọ, người tuổi Đinh Mùi danh vọng, giàu có. Đóng tại tam hợp, hợi, mão, mùi, có cục mộc hay tam hợp, dần, ngọ, tuất có cục hỏa. Người tuổi Đinh Mùi sẽ là mẫu người thành công có danh vọng và địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề. Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu,
tiếng nói thanh nhã, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong tầm tay, tính tình lương thiện mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Tuổi Đinh Mùi sinh vào thu đông là thuận mùa sinh, cuộc đời của tuổi Đinh Mùi được thể hiện rõ qua bài thơ sau. Đinh Mùi tuổi nhỏ khó nuôi, thiên hà nước chảy giỏ hoài như mưa, thu đông sinh đặng mới vừa, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người, xuân hạ lỗi số chẳng vừa. Gian nan lắm độ hiểm nguy lắm lần, số mạng tưởng đã quy tiên, nhiều lúc nguy hiểm đảo điên cực hoài, số người phải chịu chuân chuyên. Tuổi trẻ cực nhọc tuổi già hiển vinh, tiền bạc như thể chiêm bao, nhiều lúc làm khá tốn hao chẳng còn, lắm khi trách trộm buồn thầm, người sao cùng tuổi họ cầm bạc muôn. Đinh Mùi là người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén, giống như hình ảnh của con vật đại diện. Những người tuổi Đinh Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn và luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Công danh và sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi có khá nhiều may mắn, vì thế sự nghiệp sớm vững vàng. Sinh ra đã có số được hưởng giàu sang, sung sướng, vì thế nên cuộc đời ít khi gặp cảnh trái ngang hay vướng chuyện buồn khổ. Vận trình người tuổi Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi, người tuổi Mùi ngũ hành địa chi thổ, gặp năm địa chi Thìn, ngũ hành địa chi thổ, là chủ về tứ hành xung. Năm này cuộc sống của người tuổi Mùi chủ về bất lợi, các công việc kinh doanh hay làm ăn khó được kết quả như ý muốn, sức khỏe bản thân không tốt, dễ bệnh tật hoặc bị ốm đau lâu khỏi. Người tuổi Mùi dễ thay đổi về công việc trong năm này. Ngoài ra, khi xét về ngũ hành địa chi, ngũ hành thổ của chi Mùi gặp hành thổ của năm thì là thổ vượng, nên càng cần lưu ý về bất lợi đưa tới cho công việc hay tiền bạc. Xét về thiên can đinh của người tuổi này ngũ hành hỏa, gặp năm thiên can giáp, ngũ hành mộc, là quan hệ bình hòa. Năm này công việc làm ăn của người thiên can đinh không được thay đổi hay khởi sắc như mong muốn của bản thân. Bên cạnh đó, khi xét tử vi đinh mùi năm 2024 về ngũ hành thiên can, thì năm giáp thìn ngũ hành thiên can thuộc mộc lại tương sinh cho ngũ hành hỏa của thiên can tuổi. Cho nên người này dễ có được tin vui về thay đổi nơi ăn trốn ở hoặc những tin vui liên quan đến phương diện công việc của chủ mệnh. Xét về mối quan hệ ngũ hành, người sinh năm này có bản mệnh thuộc thủy, gặp ngũ hành hỏa của năm giáp thìn là quan hệ khắc xuất, xấu. Do vậy năm 2024 người tuổi này mọi việc đều chủ về hao tổn. Sức khỏe có thể có những chuyển biến không như ý, cần chú ý việc thăm khám định kỳ, công việc gặp phải trở ngại, nhưng may mắn được hỗ trợ từ quý nhân và có một số thành tựu đạt được trong năm. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch tức là tháng vượng hỏa có thể đưa tới những bất lợi tiền bạc cũng như công việc cho người bản mệnh thủy. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Mùi 2024, tiến vào năm giáp thìn tuổi Đinh Mùi gặp vận niên long đắc vũ, tức rồng được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý một năm hai lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm. Trong khi đó, việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm cát khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Xét vận hạn năm 2024 tuổi Đinh Mùi. Tam tai 2024, tuổi Đinh Mùi không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Đinh Mùi không phạm Kim Lâu, tốt cho việc xây dựng nhà cửa. Hoang Ốc 2024, tuổi Đinh Mùi không phạm Hoang Ốc, tốt cho xây dựng, mua bán nhà cửa. Trong năm 2024 Đinh Mùi, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Đinh Sửu, tháng 12 âm lịch, từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến ngày 28 tháng 1 năm 2025 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mùi, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại và cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xét về nam mạng, sao chiếu mệnh. Năm Giáp Thìn 2024, nam mạng Đinh Mùi có sao Thái Bạch chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Đây là hung tinh chủ về hao tiền, sức khỏe, gặp sao này chiếu mệnh. Tuổi Đinh Mùi nam mạng nên chú ý gìn giữ sức khỏe bản thân, hạn chế nóng nảy, bớt lo toan công việc xã hội thì sẽ bảo toàn được những năng lượng tích cực, cuộc sống bình an hạnh phúc. Vận hạn,
Nam mạng Đinh Mùi trong năm 2024 gặp hạn toán tận, chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Để giảm trừ những tác động xấu của hạn này, mệnh chủ nên quản lý tài chính cẩn thận, không nóng vội trong mọi quyết định đầu tư, mỗi bước đi đều suy xét kỹ càng, không chi tiêu một cách bốc đồng, thì mệnh chủ sẽ tránh được những khoản thâm hụt tài chính không mong muốn. Công việc hiện tại nên chú ý duy trì ổn định, làm việc rõ ràng minh bạch, tạo điều kiện giúp đỡ người khác một cách đúng đắn thì sẽ được hưởng phúc. Tử vi nam mạng Đinh Mùi 1967 trong 2 tháng đầu năm 2024 được diễn giải chi tiết dựa trên các khía cạnh công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Thầy tử vi hàng đầu Phương Đông luận giải rằng, trong năm 2024 này, một phần nam mạng Đinh Mùi cũng đã nghỉ hưu, số ít vẫn lao động nhưng chỉ là những công việc nhẹ nhàng. Tâm thế của mệnh chủ không còn gánh nặng kinh tế nên việc làm thêm cũng thoải mái, thư thả. Đây là thời điểm mệnh chủ có thể nhìn lại sự nghiệp của bản thân và tự hào về thành tích đã đạt được. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người hiện vẫn đang công tác làm việc và lao động miệt mài cống hiến. Đối với những người đang giữ các vị trí lãnh đạo thì bản mệnh vẫn sẽ nắm được những cơ hội tốt. Là người giỏi thu phục nhân tâm, có bề dày kinh nghiệm lớn lao, dù gặp khó khăn gì mệnh chủ Đinh Mùi đều có thể giải quyết ổn thỏa, sự nghiệp vinh hiển khi về già. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng đầu năm 2024 này, nhận thấy công việc sự nghiệp của bản mệnh có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Bản mệnh cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình. Con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển, hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới, cũng như tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. 2. Tài chính. Trong năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Mùi 1967 đã có nền tảng vững vàng. Bản mệnh biết gia tăng thu nhập lên đến đỉnh cao từ thời trẻ, nên ở độ tuổi 58 hiện tại đã có những khoản quỹ dự phòng cho tương lai. Năm này, mệnh chủ nên chú ý minh bạch, suy xét kỹ lưỡng trong việc đầu tư tiền bạc trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn chung. Nam mạng Đinh Mùi nên hạn chế cho vay mượn, nếu có cần soạn biên bản giấy tờ cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2 tháng đầu năm 2024 có nhiều điểm sáng về tài lộc. Nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của người tuổi Đinh Mùi trở nên cực kỳ hanh thông. Bản mệnh biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp. Song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Đặc biệt, khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. 2 tháng đầu xuân mới này, thậm chí tín chủ còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai, nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép. Mệnh chủ có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái, tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, Đinh Mùi sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. 3. Tình duyên gia đạo. Về phần gia đạo, năm 2024 nam mạng Đinh Mùi được hưởng yên bình, êm ấm và hạnh phúc. Con cháu trong khoảng thời gian này đa số đã có công danh tốt, tình hình kinh tế khá giả, khiến mệnh chủ được yên tâm. Bởi vậy, mệnh chủ không nên làm việc quá lao lực, mà cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nghỉ ngơi thư giãn bên con cháu. Mặt khác, mệnh chủ nên động viên con cháu về quây quần bên gia đình dịp lễ, nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối và phát triển truyền thống phúc đức của gia đình. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi này, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của tuổi Đinh Mùi nam mạng. Tùy vào điều kiện mà mệnh chủ có thể chọn lựa bộ môn thể thao phù hợp, miễn sao có cơ thể khỏe mạnh, đời sống tinh thần lạc quan tích cực, vui vẻ. 2 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, mệnh chủ nên thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia những hoạt động xã hội phù hợp để cuộc sống vui vẻ, tuổi thọ gia tăng. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh Đinh Mùi. Sao chiếu mệnh,
Năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng Đinh Mùi có sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là các tinh trong cửu diệu, chủ về giàu sang tài lộc, gặp sao tốt chiếu mệnh. Cuộc sống của nữ tuổi Mùi 1967 được vui vẻ, tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, mệnh chủ nên làm nhiều việc thiện, giúp người khó khăn, tích lũy phúc đức cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, nữ mạng Đinh Mùi nên dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn. Quý bà có thể niệm Phật sẽ tìm được sự bình yên nội tâm, đọc sách để tìm kiếm thông tin hữu ích, đi du lịch để cuộc sống luôn mới mẻ, rộng mở và hạnh phúc. Nữ mạng Đinh Mùi trong năm 2024 gặp hạn Huỳnh Tuyền, chủ về sức khỏe tinh thần. Vận hạn này nhắc nhở mệnh chủ nên tu dưỡng lời nói, từ bi hỷ xả, nói những lời tốt đẹp thì gia đạo sẽ giữ được hòa khí và tinh thần đoàn kết, từ đó sẽ tránh được cảm xúc lo âu muộn phiền. Mời quý tín chủ quan tâm theo dõi nội dung tử vi nữ mạng Đinh Mùi 1967 trong 2 tháng đầu năm 2024, được diễn giải chi tiết dựa trên các phương diện sau đây: công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Thầy tử vi có chia sẻ trong 2 tháng đầu năm này, nữ mạng Đinh Mùi đứng trước sự thay đổi quan trọng trong công việc. Một số nữ Đinh Mùi đã nghỉ hưu, một số vẫn còn làm việc, nhưng chủ yếu là công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường nên không quá nhiều áp lực đối với những người đã về hưu. Đây là thời khắc mệnh chủ có thể mãn nguyện và tận hưởng cuộc sống. Thời gian nhàn rỗi còn lại, nữ Đinh Mùi hãy làm những việc ý nghĩa giúp cho tâm thanh thản, tinh thần lạc quan hạnh phúc. 2. Tài chính. Vận trình tài chính của nữ mạng tuổi Mùi 1967 trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn đa số đã dư giả để nghỉ ngơi, một số thu nhập từ tiền tiết kiệm trước đó, cùng với tiền hưu trí, ưu đãi và các khoản đảm bảo xã hội khác, khiến nữ Đinh Mùi đủ để cân đối chi tiêu cho mình. Trong 2 tháng đầu năm này, mệnh chủ không nên quá hao tâm tổn sức về chuyện tiền bạc, thay vào đó duy trì công việc đang làm sao cho ổn định, đem lại nguồn thu nhập hợp lý, đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe, chi tiêu cho các khoản phục vụ đời sống tinh thần. 3. Tình duyên gia đạo. Về phần gia đạo, năm 2024 nữ mạng Đinh Mùi được hưởng bình an trọn vẹn, con cháu trong gia đình ai cũng thành đạt có cuộc sống tốt. Điều này khiến cho mệnh chủ rất an tâm, hạnh phúc. Cổ nhân nói rằng, chi túc thường lạc, biết đủ mới là người hạnh phúc. Quý bà Đinh Mùi biết tự hài lòng thì sẽ luôn được sống vui vẻ. Mặt khác, mệnh chủ nên làm việc thiện, nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp cho con cháu để tích lũy phúc đức cho gia đình. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi này, sức khỏe là điều quan trọng nhất cần ưu tiên. Hãy giữ quan hệ tốt với những người đáng tin cậy. Quý bà Đinh Mùi sẽ có cảm xúc tích cực hơn, đồng thời nhận biết và bỏ qua những năng lượng lo lắng bên trong, hướng đến cuộc sống hạnh phúc, giàu có và khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Đầu năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh hãy áp dụng một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, thường xuyên như đi bộ, đạp xe, thiền định, thăm khám sức khỏe định kỳ để giải quyết các vấn đề bệnh tật. Ngoài ra, mệnh chủ nên ăn chay để giữ cơ thể khỏe mạnh, cân đối và tỉnh táo. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự báo, do nguyệt lệnh lâm suy nên tháng 1 tuổi Đinh Mùi khởi đầu không mấy vui vẻ, cơ thể nhiều phần ốm yếu và thường xuyên cảm thấy tâm trạng xuống dốc, không thích sự ồn ào náo nhiệt. Bù lại có tử vi trợ vận nên con giáp này cũng đỡ vất vả phần nào, nhất là trong công việc cũng như tiền bạc, thần thái ủ rũ nhưng công danh vẫn phát triển đều đều, tiền bạc đủ ăn, đủ tiêu. Thầy tử vi có mách nước rằng, trong tháng này muốn đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức, bản mệnh phải biết tận dụng hoàn cảnh. Tầm quan trọng của may mắn sẽ dẫn đến thành công, may mắn tuy vô hình nhưng nó vẫn tồn tại. Không những vậy, họ còn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vì vậy, người tuổi Đinh Mùi phải chú ý đến mối quan hệ của mình với những người xung quanh, lỡ miệng là đi luôn cả sự nghiệp, dù có may nhưng vẫn có rủi. Vì không thể phủ nhận được ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy vẫn quá mạnh, càng về cuối tháng đương sự càng phải quan tâm đến sức khỏe và hạn chế ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Xem tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, người tuổi Đinh Mùi bước sang tháng mới có tam hợp thái tuế trợ mệnh, nên vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận suôn sẻ, quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp.
Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch. Thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tuy nhiên nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi. Cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ, hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn, người buôn bán kinh doanh có lộc nên thu nhập tăng lên đáng kể. Ngoài ra con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi tức. Sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng năm 2024 âm lịch này khá ổn định, bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo. Tuy nhiên cần cẩn trọng Bạch Hổ hung tinh gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, xuất hành xa cần đặc biệt lưu tâm. Đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Đinh Mùi, điều này có lợi nhất là với người độc thân, bản mệnh mở rộng mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, song người có đôi thì dễ gặp rắc rối khi tiếp xúc nhiều với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Tổng kết lại, phân tích tổng hợp các yếu tố tác động vận số năm 2024 của tuổi Đinh Mùi thấy rõ, Giáp Thìn là năm khá yên bình, ổn định, ít biến cố lớn đối với đương số, tuy nhiên có dấu hiệu hao tán nhiều tiền của. Với những người vẫn còn đang công tác, nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm của mình mà bản mệnh thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, không chỉ giúp sự nghiệp của bản thân phát triển ổn định mà còn đưa ra được những lời khuyên đúng đắn cho mọi người xung quanh. Người làm kinh tế cũng đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên duy trì được lượng khách hàng ổn định, không lo đến sự cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí, năm này bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội làm ăn, nếu nắm bắt được thì có thể thu về lợi nhuận dư giả. Có điều, năm có hao tinh chiếu, khó tránh tiền bạc hao tán, phải chi tiêu nhiều tiền trong năm, có thể cho công việc làm ăn, cũng có thể cho sức khỏe, hoặc phục vụ nhu cầu cá nhân nào đó. Trong năm gia đạo hài hòa, gia đình luôn duy trì được bầu không khí yên ấm, vợ chồng luôn quan tâm và lo lắng cho nhau trên mọi mặt cuộc sống. Kết hôn càng lâu thì tình cảm càng thắm thiết, về con cái, đôi khi bạn không tránh khỏi lo lắng, song mọi việc đâu sẽ có đó. Sức khỏe không gặp bất lợi nào quá lớn, chủ yếu do tinh thần chi phối mà gây căng thẳng, lo âu, khiến gan thận bị áp lực. Ngoài ra đi đứng cẩn trọng đề phòng tai nạn bất ngờ, tốn kém tiền của để chữa trị di chứng để lại. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Đinh Mùi xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Đinh Mùi nam mạng, cổ nhân từng nói, họa phúc không có cửa, người ta tự mời đến cho mình, cho nên người tâm sáng đức trong, làm nhiều việc thiện gieo nhân duyên lành thì phước phận sẽ theo về với mệnh chủ. Để hóa giải những tác động xấu của sao Thái Bạch và hạn toán tận, vào đầu năm nam mạng Đinh Mùi có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn tại gia, hoặc tại chùa, cầu bình an và may mắn đến với gia đình, nghi lễ thực hiện trang nghiêm, lễ vật chuẩn bị tùy tâm. Đối với tuổi Đinh Mùi nữ mạng, để giải trừ vận hạn, mệnh chủ hãy sống lương thiện, hành thiện tu tâm, gieo duyên lành, làm nhiều việc tốt, luôn giữ thái độ khiêm tốn trong cuộc sống, giàu có cũng không kiêu ngạo thì càng tích được thêm công đức. Năm 2024 nữ mạng Đinh Mùi được sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là sao tốt nên mệnh chủ có thể làm lễ nghinh sao Thái Âm tại gia hoặc tại chùa. Nghi thức thực hiện đơn giản, lễ vật không cần cầu kỳ, miễn sao gia chủ thành tâm. Vật phẩm phong thủy. Đinh Mùi 1967 có thể đeo mặt Phật bản mệnh kết hợp với vòng tay trầm hương để mang bên mình, cầu những điều bình an và may mắn. 1967 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh. Đeo mặt Phật Như Lai bên mình sẽ giúp nam Đinh Mùi cầu sự che chở, bảo hộ của Đức Phật, có được cuộc sống bình an, hóa giải mọi tai ương. Tuổi 1967 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen, tương hợp, hoặc đá mã não trắng, tương sinh thì sẽ rất hợp mệnh, đem đến nhiều cát khí. Bên cạnh đó, bổn mạng Đinh Mùi có thể đeo vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương, mang mùi thơm dịu nhẹ, có công dụng cải thiện sức khỏe, xoa dịu tinh thần, tăng sự tập trung cho mệnh chủ khi thiền định. Phong thủy may mắn tuổi Đinh Mùi năm Giáp Thìn 2024. Dưới đây là những yếu tố phong thủy may mắn trong năm 2024. Dành cho tuổi 1967, mỗi khi tiến hành công việc quan trọng, Đinh Mùi có thể ứng dụng để tinh thần cảm thấy yên tâm hơn. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà.
Người Việt ta rất coi trọng tục xông nhà đầu năm với quan niệm rằng người đầu tiên đến nhà chúc Tết trong năm mới sẽ là người quyết định đến vượng khí của gia chủ suốt cả năm. Vì vậy, ông cha ta thường chọn người hợp tuổi, tính tình thân thiện, tốt bụng, tử tế, tuổi hợp xông nhà cho gia chủ đinh mùi xét theo tam hợp, hợi, mão, mùi và nhị hợp, ngọ, mùi sẽ là các tuổi hợi, mão và ngọ. Bên cạnh đó, tuổi 1967 mệnh thủy hợp với người mệnh kim, kim sinh thủy, đến xông nhà, cụ thể năm Giáp Thìn 2024. Gia chủ đinh mùi hợp với các tuổi xông nhà đem lại các khí thịnh vượng như sau: Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990, Kỷ Mão 1999, Nhâm Ngọ 2002. Người đến xông nhà là nam hay nữ đều được, bản thân người đến xông nhà đang làm việc phúc nên cũng được hưởng nhiều phước lành, may mắn. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh đinh mùi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu, sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi đinh mùi khi xuất hành đi lễ chùa thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa. Chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý. Lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Đinh mùi sinh năm 1967 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024.
thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024, thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024, thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Tuổi Mùi 1967 có thể đeo mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu bên mình để cầu tài lộc, may mắn trong năm 2024. Trong phong thủy Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui hoan hỷ, hạnh phúc, mãn nguyện như ý. Tuổi Đinh Mùi đeo mặt Phật Di Lặc bên mình để cầu tài lộc dồi dào, cuộc sống thịnh vượng. Đinh Mùi mệnh thủy nên chọn mặt Phật Di Lặc đá núi lửa đen tương hợp hoặc đá mã não trắng tương sinh sẽ rất phù hợp. Vòng tay Tỳ Hưu là vật phẩm cầu tài lộc danh vọng cho Đinh Mùi. Trong phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật linh thiêng, được giới làm ăn kinh doanh ưa chuộng bởi sức mạnh gìn giữ của cải cho chủ sở hữu. Màu sắc may mắn, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mùi 1967 hợp với màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành mộc. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh thủy, hợp với những màu của hành thủy và hành mộc, kim, đặc biệt trong năm 2024 mệnh hỏa, mệnh chủ hợp nhất với các màu thuộc hành mộc, vừa tương sinh với mệnh của tuổi, vừa tương sinh với mệnh của năm. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về lời Phật dạy, sống sao cho có đại khí. Lắng nghe lời Phật dạy về sống có đại khí, đối với người luôn khoan dung, không tính toán chi ly. Đối đãi với người khác một cách thoải mái rộng lượng, lòng dạ khoan dung, đây là biểu hiện của một người có tu dưỡng tốt. Cổ nhân nói, người quân tử có thể nhẫn với người không thể nhẫn, khoan dung với người không thể khoan dung, đồng thời, giữa người với người cần có sự thấu hiểu, quý trọng duyên phận, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, lấy thành tâm đối đãi nhau, đối với những mục tiêu chung cần hợp tác, hợp lực, tín nhiệm lẫn nhau cầu tiến bộ, kẻ thù thông thường là do tự mình tạo nên. Trong lịch sử, người thành công đều có khả năng hóa thù thành bạn, bao dung người, thấu hiểu người, độ lượng để dùng người, khiến người khâm phục, đó cũng chính là trí tuệ làm người. Một đời người có thể phải gặp rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt là lại có một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy đến khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống. Bất ngờ phát sinh, bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, đều không cần quá để ý quá coi trọng, chớ nên vừa thấy chuyện tốt liền vui mừng hớn hở. Gặp chuyện xấu liền đăm chiêu ủ rột, ủ rũ héo úa, gặp chuyện lại không dám đảm đương, sao có thể thành đại khí, đối với những bất công luôn rộng lượng, không mang bụng dạ hẹp hòi. Một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất bình thường. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng khinh mạn bạn, đơn vị làm việc bất công làm thương tổn bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không nể mặt mũi bạn, hết thảy những việc này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu cả ngày vây quanh mình là những suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn được mất, lòng dạ hẹp hòi như thế sao có thể thành đại khí, lắng nghe lời Phật dạy về sống có đại khí để hướng đến lối sống thiện lương, thư thái. Dưới đây là những triết lý muôn đời còn giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sẽ giúp bạn đến gần với hạnh phúc và an nhiên khi một người làm bạn đau khổ. Ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề, anh ta không đáng bị trừng phạt, anh ta cần sự giúp đỡ, niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt, nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. Tĩnh lặng là điều cốt lõi, chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta? Nếu bạn yêu ai đó, nhưng hiếm khi dành thời gian cho họ, thì đó không phải tình yêu thật sự. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên chính bạn phải là người có được những điều đó đã. Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh thản. Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng, chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của thần mặt trời, thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình tôi thật sự muốn gì, trở thành người thành công số 1 hay đơn giản là người hạnh phúc. Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói,
Một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười, nhưng cũng đôi khi chính nụ cười mang tới niềm vui. Hạnh phúc là được là chính mình, bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác, chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình, họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn. Con người đau khổ là vì các thành kiến, khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn chúng ta sẽ tự do và chẳng còn khổ đau nữa. Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mỉm cười, 24 tiếng mới mẻ đang ở trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn cho từng phút giây và xem xét mọi thứ bằng ánh nhìn từ bi. Tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do. Tự do có được nhờ tu tập và thói quen. Bạn phải rèn luyện mình cách bước đi như một người tự do, ngồi như một người tự do và ăn như một người tự do. Chúng ta phải rèn luyện bản thân về cách sống như thế nào. Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc. Nếu chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể cười và mọi người trong gia đình, trong xã hội có thể hưởng niềm vui từ chính sự bình an của ta. Vâng, trên đây là luận giải chi tiết về tử vi tuổi Đinh Mùi 2 tháng đầu năm 2024, nam nữ mạng 1967. Cảm ơn quý tín chủ đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng nội dung luận giải sẽ giúp tín chủ và cô bác có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Lời Phật dạy rằng, nhân với quả như bóng với hình, ý nói rằng cuộc đời này luôn công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có thể đến sớm hay muộn, nhưng nhất định là có. Người tích cực gieo mầm thiện sẽ gặt được quả phước lành. Sống hạnh phúc tốt đẹp là lựa chọn nằm trong tầm tay mỗi người. Nhân dịp Tết đến xuân về, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý bạn và gia đình một năm mới Giáp Thìn 2024 hạnh phúc, an khang, phát tài thịnh vượng.